Chỉ cần nhìn chán biết ngay số phận giàu sang hay là nghèo hèn, cần gì mất tiền đi xem bói. Quý vị thân mến, trên khuôn mặt, trán là một bộ phận quan trọng. Đây là điểm đầu tiên người ta nhìn thấy khi tiếp xúc và cũng là nơi thể hiện một phần trí tuệ, sự thông minh của một người. Theo quan niệm tướng học Á Đông, khuôn mặt được chia thành 3 phần: thượng đỉnh, trung đỉnh và phần hạ đỉnh. Phần thượng đỉnh là khoảng tính từ chân tóc đến khoảng giữa hai đầu lông mày. Trán là bộ phận quan trọng nhất của thượng đỉnh. Theo sách Nhân tướng học, trán là bộ phận bao bọc phía ngoài của phần tiền não bộ, vì tiền não bộ được y giới công nhận là phần chủ về trí tuệ, sự cấu tạo của tiền não bộ và hình dạng của trán có liên quan mật thiết với nhau. Tùy vào độ rộng, hẹp, nông sâu của hình dạng trán mà ta có thể đoán một phần tính cách, trí tuệ và vận mệnh của một con người. Dưới đây là một số tướng trán điển hình mà ta thường hay gặp. Trán chữ M. Trán chữ M có nghĩa là phần trán và đường môi của chân tóc phối hợp tạo thành hình chữ M. Đây thường gọi là vầng trán của nghệ sĩ. Theo nhân tướng học thì những người có kiểu dáng trán chữ M thì chứng tỏ họ là người có khả năng sáng tạo phong phú và có trí tưởng tượng dồi dào. Họ biết tận dụng khả năng của mình vào mọi ngành nghề trong cuộc sống. Đây là những người thích hành động, phiêu lưu, tìm tòi và khám phá những cái mới lạ. Họ có nhiều ý tưởng hay ho và có một trí tiến thủ mạnh mẽ. Họ luôn tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực của mình vào học vấn tư duy. Chính bởi vậy nên họ thường gặt hái được thành công giàu sang phú quý. Gọi là vầng trán nghệ sĩ bởi những người có trán chữ M chủ yếu là những người hoạt động trong các lĩnh vực nghệ thuật, tác giả hay là kỹ sư tin học. Ngoài ra, họ còn tham gia vào các lĩnh vực khác như là thiết kế hay là lên kế hoạch cho công ty và đạt được nhiều thành công mỹ mãn. Nếu trán chữ M kết hợp thêm phần xương trán gồ lên nổi rõ thì người này sẽ đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp. Song nếu ngược lại thì mọi việc chỉ đạt ở mức độ bình thường. Những người đàn ông có trán hình chữ M có tính xấu là họ thiên về lý tính và rất ngoan cố, cố chấp. Họ giữ lập trường của mình đến mức bảo thủ và không chấp nhận ý kiến đóng góp của người khác. Do họ sống thiên về lý tính và hành động, bởi vậy nên mọi suy nghĩ đều nghiêng về hành động lý trí hơn là vấn đề lý thuyết và tình cảm. Khi một người có ý chí, trí tiến thủ quá là mạnh mẽ, đôi khi sẽ trở thành cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt và đôi khi khiến chính bản thân mình trở nên mệt mỏi. Song nếu những người này tự biết cách kiềm chế, sửa chữa những khuyết điểm trên của bản thân thì họ sẽ đạt được thành công nhiều hơn. Ngoài những người có trán hình chữ M thì có những người vầng trán lại cao, rộng, hẹp, khác nhau. Vậy, các vầng trán đó thể hiện như thế nào? Trán rộng. Người có trán rộng có nghĩa là có bề ngang rộng, phẳng, bề cao ở mức trung bình. Đây là kiểu trán của người có tuổi thọ cao, có cuộc sống bình yên và không phải trải qua nhiều sóng gió. Người có vầng trán rộng thấp là người có trí nhớ dai, khả năng ghi nhận các sự kiện cụ thể rất mạnh, tuy nhiên óc phân tích và phán đoán không hoàn hảo. Nói một cách tổng quát, những người sở hữu kiểu trán rộng có khả năng phát triển kiến thức về chiều rộng, nhưng không đủ khả năng phát triển về kiến thức chiều sâu. Khoảng cách từ phần dưới của trán với lông mày càng ngắn thì người đó càng bị khiếm khuyết về trí tưởng tượng của mình. Song nếu khoảng cách này quá rộng so với toàn bộ trán thì người này lại gặp phải vấn đề thừa trí tưởng tượng hay sống mơ mộng và thiếu thực tế. Những người có vầng trán này thường thành đạt trong sự nghiệp, tuy nhiên thì mức độ thành công của họ không lớn, chỉ nhỏ lẻ. Trán cao. Những người trán cao là người có khoảng cách từ mép tóc đến lông mày lớn. Đây là tướng trán đạt tiêu chuẩn theo quan niệm nhân tướng học. Những người sở hữu trán vừa cao vừa rộng chứng tỏ được trời phú cho một trí tuệ hoàn hảo, có óc phán đoán và dễ dàng tập trung tư tưởng, trí tưởng tượng phong phú và có khả năng sáng tạo cao. Những người trán cao thì thường thông minh và cuộc sống giàu sang. Nếu để ý thì chúng ta sẽ thấy các nhà chính trị, nhà khoa học hay là nhà văn, nhà doanh nghiệp đều sở hữu loại trán này. Tuy nhiên điều này cũng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Trán vuông. Người có trán vuông vức góc cạnh là người sống rất thực tế. Trán vuông, cao, rộng là những đặc tính của tinh thần thực tiễn và có khả năng thực hiện các mong muốn của mình.
phần lớn các nhà khoa học gia, kinh tế gia, thực nghiệp gia đều có loại trán vuông, ngược lại trán vuông mà thấp và hẹp là người sống thiển cận, bảo thủ và không có đầu óc nhìn xa trông rộng. Trán hình vòng cung. Người trán hình vòng cung thì đường mép tóc uốn cong, đây được cho là dạng trán tiêu chuẩn dành cho nữ giới. Nếu sở hữu tướng trán cao mà tròn, đầy đặn, điều hòa thì chứng tỏ bạn là người thông minh và có khả năng giao tiếp. Những người có trán này thường dịu dàng, thông minh, hiểu lòng người, biết cách cư xử. Nam giới có trán này thì tính tình sẽ lương thiện, hiền lành nhưng không có trí tiến thủ và thiếu khả năng sáng tạo. Để nối tiếp chương trình lần này, Phong thủy Gia Cát sẽ giúp anh chị tổng hợp ra những tuổi khi mà có những đặc điểm trên sẽ càng có may mắn trong năm 2020, có thể sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ, tiền tiêu không hết, còn tình duyên thì viên mãn. Đầu tiên trong danh sách của chúng ta đó là những mệnh chủ tuổi Thân. Tam hợp quý nhân có nhiều sự giúp đỡ cho sự nghiệp hanh thông, cơ hội cầu tài càng nhiều hơn. Năm 2020, Thái Tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của tuổi Thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Về sự nghiệp có lợi chính là tam hợp với chi năm, hơn nữa Thái Tuế là tương quan của mệnh chủ tuổi Thân. Điều này có nghĩa là mệnh chủ tuổi Thân có nhiều cơ hội hợp tác không tồi. Được Thái Tuế tương trợ nên vận hạn năm 2020 của mệnh chủ tuổi Thân rất cát lành. Những mệnh chủ tuổi Thân năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay, hãy sử dụng kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, chiêu mời các tinh, hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020. Vận quý nhân tương đối vượng, mọi việc đều có sự trợ giúp, không chỉ thân tâm vui sướng, năng lực của bản thân cũng được phát huy, càng xuất hiện không ít cơ hội thăng tiến vì là năm của sự nghiệp hanh thông, quyền thế, thu nhập đều có đột phá. Hơn nữa, tứ lục văn xương tinh đến là khôn của Thân, một vài người làm nghề kinh doanh tự do, buôn bán văn nghệ, thiết kế đã có chủ tính thực hiện các dự án thiết kế phát huy, sáng tác sẽ có nhiều biểu hiện tốt. Bất lợi chính là bạch hổ chỉ bối địa sát, dễ mang đến cho mệnh chủ tuổi Thân một vài khẩu thiệt thị phi, cần hết sức tránh và giảm thiểu những tổn thất không đáng có. Về mặt tình cảm, Thái Tuế thương quan hợp Thân, mệnh chủ tuổi Thân có vận thế trong năm rất vượng, có thể chủ động bỏ ra công sức để có cuộc sống ngạc nhiên và lãng mạn hơn. Các bạn nam nữ tuổi Thân trong năm nay có mối quan hệ xã giao cũng rất tốt, ngoài ra thì có lợi cho việc mang bầu và làm ấm hơn tình cảm trong gia đình mình. Nhưng vì thương quan bất lợi cho phu tinh nên với những bạn đơn thân cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp để nửa kia xuất hiện, không nên nóng vội. Mệnh chủ tuổi Thân năm nay hợp Thái Tuế cơ hội rất nhiều, tuy gặp quấy rối bất lợi của hung tinh nhưng chỉ cần có lòng tin kiên định thực hiện, biểu hiện năng lực của bản thân cho thật tốt, tích lũy trí tuệ, kinh nghiệm sẽ có được phần thưởng xứng đáng. Để hóa giải vận hạn và tăng cường thêm tài lộc may mắn, các bạn hãy sử dụng vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn theo sự hướng dẫn của chuyên gia phong thủy để hộ thân tăng cường tài lộc của mình. Mệnh chủ tuổi Thìn, tam hợp Thái Tuế quý nhân vượng. Mệnh chủ tuổi Thìn nếu có những đặc điểm trên sẽ rơi vào năm Canh Tý, năm 2020 tương hợp với Thái Tuế, được quý nhân tương trợ cho nên về tổng thể mà nói vận thế không tệ. Những mệnh chủ tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp thì có thổ khí nên cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh và quốc ấn trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay, hãy sử dụng kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế chiêu mời các tinh, hóa giải hung tinh của năm 2020. Về mặt tài vận thì lưu niên thiên can canh kim sinh vượng, địa chi tí thủy là chính tài, tài tinh lại hợp cho với Thân, nên những mệnh chủ tuổi Thìn trong năm nay được coi là năm của tài tinh.
Về mặt tài vận, lưu niên thiên can canh kim sinh vượng, địa chi tí thủy là chính tài, tài tinh lại hợp với thân, cho nên với những mệnh chủ tuổi Thìn trong năm nay được coi là năm của tài tinh. Chính tài nói về thu nhập, đồng lương của người công chức, cho nên trong năm nay vận về tài lộc tương đối hanh thông. Mệnh chủ yếu nhận tài lộc từ công việc chính của mình, những công việc phụ sẽ không có thêm nhiều thu nhập cho bạn. Về mặt tình cảm, chính tài sinh quan, nam mệnh chủ, tuổi Thìn đều được người khác giới ái mộ và yêu quý, vận đào hoa tương đối tốt. Những người độc thân nên nắm bắt tốt cơ hội này. Điều cần nhắc nhở là vào năm Canh Tý bị lưu niên thiên can tiết thân lại gặp hoàng phan tinh, cho nên năm nay dễ bị mắc bệnh mãn tính hoặc là nguy cơ mắc bệnh khác tiềm tàng, dẫn đến tình trạng sức khỏe không được lý tưởng, phải hao tài tốn của cho bệnh tật. Khuyên bạn nên dùng vật phẩm cát tường phong thủy để hóa sát gặp hung hóa cát, được bình an mạnh khỏe trong năm. Nếu như có vật nuôi trong nhà thì cần phải chú ý vệ sinh sức khỏe, tránh bị bệnh tật lây nhiễm. Ngoài ra, hãy luôn mang theo bên mình mặt bát bảo tâm kinh để gặp hung hóa cát. Mệnh chủ tuổi Sửu. Tiến sang năm 2020, vận trình sự nghiệp của tuổi Sửu nếu có những đặc điểm trên sẽ có khá nhiều thay đổi. Canh thổ tuế can lộ xuất thương quan, thái tuế tí thủy tọa tại thứ tài ca tinh. Thương quan sinh thứ tài mà thái tuế tí và con giáp sử tạo thành cục diện nhị hợp nên sẽ có nhiều tin vui báo về. Vì con giáp tí và sử tương hợp, nhiều cơ hội hợp tác phát triển, vì vậy năm Canh Tý 2020, mệnh chủ tuổi sử nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai rất cát lành. Về công việc, sự xuất hiện của Thái Dương, Ngọc Đường, Bản An, Thiên Xá và Thiên Y có lợi cho vận trình phát triển sự nghiệp của mệnh chủ. Đây là một năm có nhiều cảm xúc trong công việc của mình và có thể nhận được sự ưu ái giúp đỡ của quý nhân. Tử vi năm 2020 của mệnh chủ tuổi Sửu cho thấy con giáp này nếu hợp tác làm việc thì hiệu quả công việc sẽ tăng cao, các kế hoạch đề ra cũng chỉnh chu hơn, nhất là những ai làm kinh doanh buôn bán thì càng thấy rõ qua mức lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Thứ tài vượng có lợi cho các dự án thủy lợi ẩm thực, tài lộc về nhà nhiều như nước. Hơn nữa, tài lộc toàn tự tìm đến với mệnh chủ tuổi Sửu, chứ con giáp này chẳng cần phải tìm kiếm mất thời gian. Tài lộc bất ngờ, hoạn tài, các khoản đầu tư đều thu được nguồn lợi lớn, con giáp này dễ dàng có tiền trong tay. Tuế can lộ xuất thương quan, trong công việc cần lưu ý, vướng phải họa khẩu thiệt thị phi, hãy cẩn trọng với hành động và lời nói của mình, tốt nhất là nói ít làm nhiều để hạn chế nói nhiều nói sai mà bị hiểu lầm hoặc là bị kẻ tiểu nhân xúc xiểm. Vậy nên hãy luôn mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế để nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, trọn đời luôn được bình an may mắn. Trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng quý anh chị tìm hiểu về hai tướng chán điển hình mang lại xui xẻo cho mệnh chủ và hai con giáp đen đủ nhất khi có những đặc điểm này trong năm Canh Tý. Quý anh chị hãy cùng đón xem. Chán nẹn. Chán nẹn là kiểu chán nếu nhìn thẳng thì cân xứng nhưng nhìn ngang lại hơi lõm. Đây là dạng chán của những người luôn cố gắng cải thiện trí tuệ. Người có tướng chán này cộng thêm chán cao rộng, ta có thể tiên đoán rằng họ là một cá nhân thông minh một cách tế nhị, nhớ lâu những điều cần nhớ, có thứ tự về tư tưởng, óc suy luận và tập trung tư tưởng chín chắn nên phán đoán chuẩn xác hơn người thường. Về lĩnh vực quan sát thì người đó lưu ý đến hình dạng, vị trí, cách bố trí và sự cân xứng là về màu sắc của sự vật. Họ có khuynh hướng trừu tượng hóa, suy quả cầu nhân, có khả năng tổng quát hóa và hệ thống hóa việc giải thích sự vật cụ thể cũng như là siêu hình. Chán hẹp. Người chán hẹp thì khoảng cách từ trên lông mày đến mép tóc trước trán khá là ngắn. Người có chán hẹp là người sống nội, làm việc cũng cẩn trọng từng ly từng tí một, hay do dự và dễ bỏ qua cơ hội tốt. Mọi khả năng quan sát, lĩnh hội và phán đoán của họ đều ở mức dưới trung bình. Các nhận xét của họ hoàn toàn dựa vào các sự quan sát nhãn tiền về các sự vật hữu hình cụ thể. Nếu sở hữu tướng chán này, bạn cần phải rèn cho mình tính cương quyết và tác phong làm việc nhanh nhạy hơn. Chán phẳng. Những người chán phẳng là người có chán chỉ cao rộng, tuy nhiên đến phẳng lì như mặt bàn, chứ không lồi, không lõm khi nhìn từ mọi góc độ. Khác người có chán đẹp, người chán phẳng là người có chán chỉ cao rộng như là phẳng lì như mặt bàn, chứ không lồi, không lõm khi nhìn từ mọi góc độ.
tướng chán phẳng lì là dấu hiệu của sự hời hợt, thiếu sâu sắc. Người có kiểu chán này khó tập trung vào những vấn đề quan trọng, đặc biệt là trong tình huống cấp bách. Do đó, sự phán đoán thường thiên lệch về một hướng vì thiếu dữ kiện cần thiết. Hai con giáp đen tuổi nhất khi có những đặc điểm này trong năm Canh Tý, đó sẽ là mệnh chủ tuổi Tý. Trong năm 2020, người tuổi Tý phạm phải thái tuế lại thêm có những vị trí trên thì sẽ khó khăn càng nhiều. Thái tuế đương đầu không họa này, ắt có họa khác. Con giáp này khó tránh khỏi tai ương ập đến. Năm 2020 là năm tuổi của con giáp này, vì thế tuổi Tý và thái tuế đồng vượng dẫn đến tình trạng tự cao tự đại, luôn vỗ ngực cho mình là nhất. Bản mệnh có thêm nhiều tham vọng, mong muốn hoặc sống quá thực tế, hoặc tỏ ra quá đỗi lạnh lùng, chỉ biết đến lợi ích của bản thân. Thái tuế Tý Thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực tăm tối, thể hiện qua những việc trúng chuột, khó giữ được tâm thế bình thản, an yên mà dễ suy nghĩ theo hướng bi quan, thậm chí có thể nảy sinh những ác tâm, dục vọng khó lường. Khi bóng đêm ập xuống, ánh mặt trời che khuất, con giáp này không kiểm soát được bản thân thì có thể trở thành một người hoàn toàn khác, bộc lộ hết những mặt xấu xí trong con người mình. Ngoài ra, phạm thái tuế luôn là điểm hung, Tý Thủy đứng đầu nên bản mệnh cần lưu ý trong công việc kinh doanh buôn bán, hạn chế đụng tới những hạng mục có liên quan đến nước như thủy lợi, thủy sản hay là đồ ăn uống, phần nào tránh được những tai họa tổn thất mà thái tuế gây ra. Thái tuế Tý Thủy vượng còn khiến cho yếu tố hỏa và kim trở nên suy yếu, ngũ hành mất cân bằng, các hành khắc chế lẫn nhau còn có thể dẫn đến những tác động không nhỏ tới sức khỏe của tuổi Tý. Con giáp này dễ mắc bệnh tim mạch do phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Điềm báo tử vi cũng cho thấy bản mệnh cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe của cha mẹ, nhất là người cha. Kim sinh xuất cho thủy, thái tuế phát tiết, những chú chuột còn có thể gặp phải những vấn đề về hệ hô hấp. Song do kim là mẫu tinh của tuổi Tý nên đa phần điểm này sẽ ứng với nữ mệnh hoặc là người mẹ của bản mệnh. Âm thủy quá vượng nên phong thủy gia cát xin nhắc nhở tuổi Tý trong năm chớ nên ham vui mà tới những nơi sông sâu sóng cả hoặc là những nơi hang động dưới lòng đất, nếu không dễ gặp phải tai họa khôn lường. Để hóa giải những tà khí do hung tinh mang đến, người tuổi Tý cần sử dụng ngay pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Bát Bảo Tâm Kinh với hình tượng ở mặt trước là 8 bảo vật của nhà Phật mang lại bình an may mắn cho gia chủ. Mặt sau là chú Bát Nhã Tâm Kinh giúp tịnh thân mang lại may mắn tài lộc cho gia chủ. Minh Quang Pháp Bảo là pháp khí phong thủy sử dụng hình tượng Phật Bà Quan Âm và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi được chiếu sáng sẽ hiện lên hình tượng Phật Bà Quan Âm và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh, là vật phẩm phong thủy hàng đầu về kỵ tà hóa sát, chiêu tài lộc cho gia chủ. Tuổi Ngọ, tử vi tuổi Ngọ cho thấy khi mà có những đặc điểm trên thì sẽ dẫn tới hiểm họa trùng trùng, Tý Ngọ tương xung, lại thêm thất sát, hung tinh khắc chế nên hung nhiều hơn các. Sự nghiệp khó về được như ý, dễ bị chèn ép bởi quyền lực lớn, trở ngại quá lớn nên làm gì cũng vấp phải đá tảng. Trong năm thì không nên để xảy ra xung đột với các cơ quan hành pháp chấp pháp nếu không muốn tự rước họa vào thân. Có thể có phải sự chuyển dịch về chỗ ở hay là chỗ làm, bản mệnh cần phải chuẩn bị tinh thần ứng phó với mọi chuyện có thể xảy đến, đề phòng thiên tai, bệnh tật hay là những chuyện tà bí. Ngoài ra thì hàng loạt hung tinh như là tuế phá tai sát còn đại diện cho những chuyện nguy hiểm có thể xảy ra với con giáp này. Thất sát thì tượng trưng cho sự tà ác, những tổn thương nặng hay là những công kích nghiêm trọng. Để một việc viên mãn hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Tuế cam canh kim lộ xuất chính quan, nhưng chính tài lại bị thái tuế thất sát kìm gạt. Vì thế trong năm nay bản mệnh không nên tham gia đầu tư mạo hiểm, đừng để lòng tham của mình đẩy chính bản thân vào hố sâu, mất tiền hao của. Về tài vận của tuổi Ngọ, năm 2020 không được vượng cho lắm, tiền bạc kiếm được đều phải làm lụng cực khổ, không có chuyện tài lộc từ trên trời rơi xuống. Không nên tìm cách kiếm tiền bằng nghề tay trái hay là chơi cờ bạc đỏ đen, dễ vướng phải vòng lao lý, càng tránh xa những việc bất hợp pháp bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Đừng làm những việc trái với quy định, chẳng những hao tốn tiền của mà còn có thể vướng vào vòng lao lý. Về sức khỏe, con giáp này cần phải đề phòng bệnh tình biến chứng theo chiều hướng xấu hơn, có thể sẽ xuất hiện u nhọt, không nên uống nhiều bia rượu, không dùng các chất kích thích.
nên kiểm soát tốt cảm xúc của mình, nếu không sẽ tự khiến cho bản thân buồn bực khó chịu, dần dà để lại bệnh tật trong người. Ngoài ra, thái tuế tí thủy là âm thủy, vì thế trong năm thủy hỏa xung khắc, mệnh chủ nên lưu ý không nên đến những nơi có nhiều nước như ao hồ, sông, suối, biển cả, cẩn thận kẻo gặp hạn nước. Nếu có thể thì đừng tới những nơi âm u khiến cho bệnh tật quấn thân hay là bệnh tình trở nặng. Hàng ngày nên đề phòng trộm cắp, hạn chế để nhiều đồ có giá trị trong nhà cũng như là mang theo bên người. Để bổ trợ cho thân mệnh, giúp kích tài, nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hành thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là bát bảo tâm kinh hoặc bình quang pháp bảo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại trong những